Bà Phương Súp xin được chào các bác. Hôm nay thì tôi có làm được hai cái chuỗi san hô vua mà đốt trúc, dây cổ, dây chuyền size 8 ly các bác nhé. Thì cái này là tôi đã xỏ sẵn rồi này. Đây cái này thì một anh đặt hàng, anh ấy chỉ lấy cái đốt trúc này, nó không có hạt tròn. Đó. Có thấy không ạ? Rất là đẹp. Làm như này chắc là về anh bọc vàng hay bọc bạc gì đấy. Còn tôi làm được một cái chuỗi như này này, cái chuỗi san hô vua đốt trúc, dây chuyền như này, không có bọc inox. Bình thường là tôi giới thiệu đến các bác là cái chuỗi bọc inox thôi, nhưng mà cái chuỗi này thì tôi làm hạt tròn, tôi xỏ. Đây các bác, rất đẹp một chuỗi. Và nó có một cái chuỗi 14 ly, làm được chuỗi 14 ly các bác ơi. Duy nhất một chuỗi này 14 ly san hô vua. Cái này thì tôi không nhớ là giá bao nhiêu đâu, tôi cứ cho các bác ngắm chiêm ngưỡng thôi. Giá thì hình như là tôi để ở trên website đấy, có giá ở trên website các bác nhé. Rồi các bác vào trong đấy các bác xem. Không thể nhớ được giá của nó là bao nhiêu tiền cả. Ước lượng thôi chứ bây giờ không nhớ chính xác các bác. Hoặc là các bác đặt hàng thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo cho tôi nhé, 0987863250. Tôi sẽ tra giá báo cho các bác. Anh em thiện chí nhé. Duy nhất một chuỗi san hô vua này các bác này, vân đẹp. San hô vua này thì các bác biết rồi đúng không ạ? Đúng không? Nó khi mà soi vào ánh sáng nhìn nó nổi màu vàng lên rất đẹp. Đây các bác. Đeo san hô vua này thì nó rất là bền. San hô gọi san hô tiến vua đấy. Cực kỳ bền, rất đẹp. Nó tác công dụng là điều hòa huyết áp các bác nhé. San hô vua là một loại san hô mà cao cấp nhất, quý nhất của các dòng san hô, như là san hô đỏ, san hô đen hay san hô vàng, san hô xanh. San hô vua là dòng cao cấp nhất các bác nhé. Size 14 ly, 15 hạt, duy nhất một sợi. 12 ly cũng hết rồi các bạn, 14 ly hay 16 ly cũng hết rồi, 18 ly cũng hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn trúc thôi, trúc 12 ly, 14 ly thôi. Còn duy nhất làm được một sợi này. Bây giờ muốn làm nữa cũng khó tìm phôi lắm các bác, rất là khó tìm phôi. Các bác đặt hàng 14 ly, 16 ly, 18 ly bây giờ vẫn phải đợi thôi các bác, không có phôi để mà làm. Còn những cái phôi nhỏ nhỏ này thì có, nhưng còn phôi to này hiếm lắm. Phôi nhỏ nhỏ đốt trúc, dây chuyền này thì may ra làm được. Đó, bác nào lấy một trong hai sợi này thì báo tôi nhanh nhé, qua Zalo nhé, 0987863250 ạ. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hy vọng là các bác sẽ tìm được một sợi ưng ý tại một khu shop. Cảm ơn các bác nhé.